Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 33 đồng token BSC LFT. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 33 triệu và đã có 942 tài khoản holder. Đã phát sinh 2.355 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimadrop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình, ký hiệu là LBLFT, số token 8. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimadrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token nhé. Rồi, chương trình AdRock nó sẽ kết thúc vào 15-24 ngày nữa. Mình thấy cái giao diện của web này nó rất là công phu. Nếu các bạn có điều kiện, đây, các bạn muốn vào website và đọc qua một số thông tin của đó nha, cái nền tảng của nó là Binance Smart Chain chuyên về LFT. Ở đây nó có chuyên về mạng game và những cái giao bán hình ảnh. Rồi thì các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua. Các bạn nhấp vào đây, min thấp nhất là 0.01 BLV nha. Còn các bạn cần claim thì các bạn nhấp vào đây, yêu cầu unlock. Nó sẽ dẫn tới một cái trang để kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối giúp mình. Phí gas của nó là 0.000553 BLV. Các bạn nhấp xác nhận. Rồi, đang được xử lý nha, giao dịch đang được xử lý. Các bạn hãy giúp mình thường xuyên theo dõi website claimadrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được update lên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Balan, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể lên đây để đăng ký nha. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là cột AnnDrop đặc biệt sắp kết thúc đây. Đây là những dự án AnnDrop sắp kết thúc. Được những cái dự án sẽ gần kết thúc ngày, những ngày gần nhất được để ở bên trên, và những ngày dự án kết thúc lâu thì được ở bên dưới, để ở bên dưới. Thì các bạn vào đây già lại xem các dự án nào các bạn chưa tham gia thì hãy tham gia nha. Buổi mình claim chưa được, chỉ có chưa trừ phí ga. Các bạn chờ một tí, sau đó các bạn nhấp vào claim thôi nhé, để không mất thời gian. Thì đây mình cả một cái ví khác, mình đã claim được 33 đồng đây nhá. Nhãn mạng, toàn nhãn mạng thì nhấp không có tác dụng gì cả. Thì các bạn có thể chờ một lát sau, sau đó bạn claim lại nhé, để không mất thời gian của các bạn. Sau khi claim thì nó sẽ bay về ví. Đây, khi là claim thì nó trừ đi phí gas thì là được nhé. Rồi,
Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.